chào tất cả các bạn đã đến với kênh Minh Đà TV nha. Hôm nay mình dọn bãi bầu sen nè. Năm ngoái mình câu đây cũng được mấy con cá trôi á, mà năm nay mình dọn bãi không biết câu có hay không, để mình dọn bãi cho cả nhà cùng xem nha. Cái nhà, cái bãi mình dọn xong rồi đó cũng gần nửa tiếng á, để ngày mai mình xả cám mình quay cho cái nhà cùng xem nữa nha. Giờ cũng một bạn cũng đang chuẩn bãi kế bên mình nha. Hôm nay năm ngoái chắc được 5-6 con cá trôi á. Năm nay chắc chín hơn chục con nha các bạn. Ráng ráng thôi chứ. Chụp luôn này. Hay nhiều giống rồi nè. Mình xả cám xong rồi nha, nãy mình quên quay nha. Hôm nay mình có trộn xả cám, hôm nay mình đi xả cám nha cả nhà. Mình xả mới 3 ngày kìa cả nhà, giờ cá lên tim rồi đó. Này tim một, tim cá trôi, hai tim cá rô biển này.